chào xin tất cả các bạn. Hôm nay anh em nhà Xuân Tuân chúng tôi cùng đây là anh Đồng Hao Cả, đây là anh Đồng Hao Cai, anh Đồng Hao Hai chơi với ô tô, anh Đồng Hao Cả chơi về các loại chúng. Thì các bạn có một nhu cầu đó thì anh liên hệ với chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi cùng ba anh em với cá thần bà con ạ, và anh em Xuân Tuân chúng tôi chuẩn bị quay cảnh tay với cá thần, nên bà con ơi hãy tập trung xem Xuân Tuân quay với cá thần nha. Hay quá. Chú Thắng ơi, chú Thắng chào bà con này. Chú Thắng đây, chú Xuân Thắng. Đông cá quá quá bà con ạ, à. Đây là suối cá thần Cẩm Thủy Thanh Hóa nhá. Rất là nhiều luôn. Ở kia là cái hang nhé bà con nhá. Rất đông bà con hôm nay xem mê là ngày 24 tháng 6 anh em Xuân Tuân chúng tôi đi suối cá thần bà con ạ. Đấy. Ở kia là một cái đường lên hang nhá, đường lên hang nhá. Động cây đăng nhá, động cây đăng của suối cá thần nhá. Cho mọi người, tất cả mọi người là có thể có lưu thời gian lâu ở trên này nhá. Đấy, tí nữa các bác cầm một cái lá khô ấy. Đấy, suối dài chạy dài tít đi kìa. Đặt hết cả cá vào ông ạ. Vâng, đặt hết cả cá luôn đấy ông ạ. Hôm nay suối cạn thì là cá nó sẽ vơi như này đấy ạ. Hôm nay nó bây giờ lên suối bắt đầu nhá. Cháu chỉ cho nhà mình cái lối đi xuống suối cá thần. Nào lên với cháu nào. Đấy, rất là đông cá luôn rồi. Tí 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 đằng kia bà con nhá. Đây là suối cá thần này. Đây toàn cảnh quay suối cá thần của anh em Xuân Tuân chúng tôi thực hiện nhá. Rồi. Toàn cảnh quay suối cá thần. À, Xuân Thắng chào bà con cái nào. Anh Thuật ơi. Anh Dũng ơi, rồi. Suối cá thần đấy đông lắm bà con ạ. Đấy, suối cá thần dài ngoằng đằng kia kìa. Đấy, đẹp lắm bà con ạ. Đấy. Bà con ơi, bà con Xuân Tuân đi tận bao nhiêu cây số thì chỉ để quay cái clip này thôi. Nên bà con xem mà thấy vui, thấy ý nghĩa thì hãy đăng ký kênh cho Tuân nha. Hãy đăng ký kênh cho Tuân nha. Và Tuân xin chia sẻ một xíu. Tuân xin giới thiệu, Tuân sinh năm 91, tuổi Tân Mùi. Và Tuân chuyên kinh doanh thiết bị bếp từ nhập khẩu, máy hút khử mùi, máy lọc nước, đồ gia dụng két bạc, sen vòi chậu Elox, bếp ga âm dương, máy hút khử mùi, két bạc và nhiều đồ gia dụng khác. Bà con yêu thương Xuân Tuân thì ủng hộ nhá. Và bà con ơi nhớ đăng ký kênh và nhấn nút thông báo để cập nhật thông tin từ Tuân nhá. Tuân đi đến đâu Tuân sẽ chịu khó quay những cảnh quay này để chúng ta cùng thưởng thức nhá. Đấy, suối cá thần đấy, cá thần cá nhiều lắm bà con ạ, cá to lắm bà con ạ. Yêu bà con nhiều lắm. Xin chào toàn thể bà con nhớ đăng ký kênh cho Tuân nhá. Rồi. Lòng quá. Xin chào toàn thể bà con nhá, yêu bà con nhiều lắm. I love you, xin chào bà con. Mọi người xem video của Xuân Tuân hãy đăng ký kênh, subscribe cho kênh Xuân Tuân Bếp và Gia Dụng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn hãy nhấn chuông thông báo, đăng ký kênh.